Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay thì Thái Vinh xin gửi đến mọi người một trích đoạn karaoke tiếp theo. Trích đoạn được mang tên là Sự án phi giao của mẹ cố nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai. Mọi người hát cùng với Thái Vinh nha. Xin mời. Thâm cung báo tin quan trọng thương hoàng hội cung sứ vân ơi hỡi phi giao từ đây lìa xa ái ân triều chánh trăm hoàng nghiêm hình đáng chờ tội tử liên can phần ta cũng chung chưa vào vì nữ anh tôn vui chôn dưới nơi kim trào ta đâu nỡ tâm để cho thanh hồn nhạt huy khô. Nơi chốn các lần quá nhân một mình nhìn trắng khuya một mình mộng bóng ai đưa vào chia ly với nhau đế dương cung đình mãi tư lương điêu lìa quyến nàng gieo hờn oán muôn dân tôi buồn nguyện bàn ná tàn dân ngàn sớ anh tôn ngỡ ngàng cùng loan khó an phần nghiêm thân quyết tâm vượt suối băng sông để tìm tháo am thỉnh vua cha thái thượng hoàng nghị an lệ tuôn rơi chữ trung ca hiếu âm lòng đều đắng muốn cho yên nước non qua nơi nơi trừ giáng thần luật nước không gì tha kia hồi trống vang lên đón chờ hai ta đến nơi công đồng xứ rối bời tâm tư xôn xao hỡi phi giao nghe trăm khép mình là giao hơi hết mong đôi đàn trùng phùng liên đâu
gió nàng gây cánh thê lương. Vào nơi triều cương không khiêm nhường đành gây thảm thương. Nguyện quốc tư lương thái thượng hoàng hồi cung định phần. Trời suối khiến xót xa quá đau. Từ đây dần trăng thiếu vắng vì sao. Vào nơi điện cang tổ chiếu châu về, xin tha nàng an lành. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã hát cùng với Thái Vinh nha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các trích đoạn karaoke tiếp theo nha. Xin chào.